Xin chào quý vị và các bạn. Bài tập sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách tách hình con mèo này ra khỏi cái nền này. Với bài tập này thì các bạn chú ý là bộ lông con mèo có màu trắng và chúng ta sẽ lợi dụng các lệnh Levo và chế độ hòa trộn screen để tách hình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu bài tập. Đầu tiên, các bạn mở tấm hình con mèo ra trong Photoshop, sau đó là mở bảng thông tin layer. Trong bảng thông tin layer, các bạn nhân đôi layer background lên bằng cách nhấn phím Ctrl R hoặc là tạo ra kéo lên biểu tượng new layer. Các bạn sẽ có layer background copy. Bây giờ các bạn chuyển màu của layer background copy này về màu trắng đen. Các bạn vào menu Image, chọn Adjustment, chọn Desaturated, nhờ là Shift Ctrl O. Sau khi chuyển nó về chế độ trắng đen xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng chế độ Levo để chọn các kênh màu tối. Bây giờ chúng ta vào menu Image Adjustment, chọn Levo hoặc nhấn phím Ctrl L. Trên bảng thông tin Levo, bảng thông tin Levo hiện ra, các bạn chọn công cụ Drop Eye, chọn công cụ nền đen, sau đó các bạn rê công cụ lên và vùng màu đen này các bạn chấm chuột. Sau khi chấm chuột xong thì toàn bộ vùng màu đen sẽ được chọn và nó sẽ biến màu đen. Các bạn có thể thấy toàn bộ vùng đen được chọn. Sau khi chọn xong các bạn nhấn OK, tăng màu sáng lên, bạn có thể tăng giảm các gam màu sáng lên. Rồi sau khi là chọn xong các bạn có thể nhấn OK. Sau khi OK xong thì bây giờ các bạn tạo ra một lớp background nằm bên dưới lớp layer background copy này là lớp nền. Thì tôi sẽ lấy tấm hình nền bất kỳ, hoặc là ví dụ bây giờ tôi tạo một layer mới. Layer mới, chọn công cụ Gradient, sau đó là chọn trên bảng thông tin Gradient Editor, các bạn chọn lại Gradient này. Rồi sau đó các bạn bây giờ là tô Gradient từ điểm kích vào điểm đầu và kéo xuống điểm cuối một đoạn. Các bạn tạo ra một lớp gradient này. Bây giờ các bạn cho màu tím nằm trải dưới lên đi. Sau đó các bạn click layer background copy và chọn chế độ hòa trộn screen. Chế độ hòa trộn screen cho phép các điểm ảnh màu sáng là màu trắng này sẽ nổi lên nền và màu đen sẽ mất đi. Sau khi chọn xong thì các bạn có thể thấy là con mèo này đã được hòa với nền gradient. Các bạn có thể thấy là những cái vị trí như mắt và lông của nó đã có những cái gam màu tối và nó đã hòa luôn với cái nền gradient đen ở phía sau này, thì như vậy nó sẽ không thực sau khi ghép. Thì bây giờ để cho thực hơn, các bạn click chọn layer background và kéo nó lên biểu tượng new layer để tạo layer background copy 2. Bây giờ các bạn click chuột lên nó và kéo lên nằm trên đầu. Sau khi nằm trên đầu xong rồi, bây giờ các bạn có chọn công cụ lasso, chọn công cụ lasso gấp khúc polygon lasso. Bây giờ các bạn vẽ xung quanh hình con mèo và chừa một khoảng vùng lông phía bên ngoài nó. Rồi các bạn vẽ khéo tay vào. Rồi sau khi vẽ xong thì nối điểm đầu điểm cuối các bạn sẽ có một đường selection thế này. Sau khi vẽ selection xong là các bạn click chuột phải, chọn giá trị filter. Giá trị ở đây là khoảng 15. Sau khi nhập giá trị là mềm biên filter 15, OK. Sau khi OK xong các bạn vào giá trị là select inverse. Sau khi inverse xong thì cái giá trị vùng màu, vùng chọn sẽ được đảo ra ngoài và nó sẽ chọn những cái vùng màu xanh như thế này. Sau khi invert xong các bạn vào new edit, chọn clear, vùng sẽ xóa đi. Bây giờ vào select, deselect. Như vậy là con mèo các bạn được tách ra và cái vùng mắt của nó sẽ là lớp này. Nó sẽ không có bị nó sẽ che đi cái vùng mớp màu do phía dưới con mèo này. Rồi như vậy các bạn, đối với việc ghép vào một cái nền gradient thì như thế này. Thì bây giờ tôi muốn ghép vào một cái tấm hình khác chẳng hạn, ví dụ tấm hình này. Bây giờ tôi muốn ghép tấm hình này vào trong cái con mèo này. Thì bây giờ các bạn sẽ mở tấm hình này ra trong Photoshop. Sau đó các bạn sẽ tiến hành kéo cái tấm hình này qua bên cái cửa sổ con mèo này bằng cách là chọn công cụ Move và click lên lớp này và nhấn phím Alt, và kéo nó qua. Sau khi kéo qua xong thì các bạn sẽ thấy như thế này. Bây giờ mở bảng thông tin layer ra, cái lớp vừa kéo nó sẽ che lớp con mèo, vì thế chúng ta sẽ đặt cái lớp này nằm bên dưới lớp gradient. Tắt lớp này đi. Bạn có thể thấy thế này. Sau khi kéo xong thì các bạn có thể dùng công cụ zoom và thu nhỏ nó lại một chút để kiểm tra. Sau đó vào menu edit, free transform hoặc nhấn phím Ctrl T để kiểm tra và kéo căn chỉnh tọa độ, thu nhỏ lại một chút đi. Nói chung là các bạn có thể phóng lớn thu nhỏ tùy ý với phù hợp góc độ các bạn. Rồi nhấn phím Enter. Như vậy là các bạn có thể ghép con mèo này vào trong cái nền này một cách hết sức đơn giản với cái phương pháp như tôi vừa trình bày.
Các bạn có thể thấy là xung quanh cái viền của mèo có màu đen, có thể do trong quá trình chúng ta filter cái lớp background copy 2 này thì filter quá lớn cho nên là màu đen nó lan ra ngoài. Và để khắc phục điều này, chúng ta chọn layer background copy 2 này và nhấn nút S layer mask. Sau khi S layer mask xong, các bạn chọn công cụ brush, chọn brush và nét brush là khoảng 65, nét brush mềm 65, và giá trị opacity 100 và flow là 100, chế độ mode là normal. Sau đó các bạn rê chuột và tô lên cái vùng đen muốn xóa thì các bạn sẽ xóa được cái lớp màu đen nằm phía ngoài lông của mèo. Rồi những cái vùng mà nó rồi, như vậy là các bạn đã thể tách con mèo rồi ra khỏi cái nền background. Như vậy là các bạn đã hoàn thành bài tập rồi đấy.